Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải công bố đã có 27 tỉnh thành phố chấp thuận phương án hoạt động trở lại các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng đường bộ. Tuy nhiên trên thực tế, mấy ngày qua, việc đi lại của nhiều người dân ở nhiều địa phương vẫn chưa được tháo gỡ và kiểm soát mỗi nơi một kiểu. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sau 3 ngày thực hiện thí điểm vận tải hành khách liên tỉnh, rất nhiều người dân đã tới các phòng vé ở bến xe miền Đông và bến xe miền Tây để mua vé về quê. Tuy nhiên nhiều người vẫn phải thất vọng ra về. Theo quan sát, nhu cầu của người dân là khá nhiều, song số chuyến hoạt động để đáp ứng lại quá ít. Chị Nguyễn Thị Thuận cho biết, chị có nghe thông tin các xe được chạy liên tỉnh, nên vợ chồng chị ra bến xe miền Đông để mua vé về quê. Tuy nhiên hiện nay, tuyến kết nối thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi vẫn chưa chạy lại, nên chị đành đi về. Tôi có nghe chính phủ ban hành nghị quyết 128 với 4 cấp độ khác nhau và tùy từng cấp độ sẽ có phương án phòng chống dịch khác nhau. Tuy nhiên, đến nay tôi cũng chưa biết mình sống ở thành phố Hồ Chí Minh là thuộc cấp độ mấy và phải có những điều kiện như thế nào thì các tỉnh khác mới kết nối với thành phố Hồ Chí Minh để cho chúng tôi về quê. Việc đi lại tưởng chừng rất dễ, song lại quá tầm với của người dân chúng tôi ngay lúc này, chị Thuận nói. Tính đến chiều 15 tháng 10, vẫn chỉ có 10 địa phương đồng ý kết nối vận tải hành khách liên tỉnh với thành phố Hồ Chí Minh. Do đó vẫn chưa có nhiều tuyến xe được mở để phục vụ người dân. Bên trong bến xe miền Đông ngày 14 tháng 10, cũng chỉ có quầy vé của hãng Kumho Samco mở bán về các tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đi Bà Rịa Vũng Tàu, Đắk Lắk. Rất ít khách đến bến xe. Hai nhân viên quầy vé chủ yếu nhận đặt vé trước qua điện thoại. Một nhân viên nói từ sáng đến 11 giờ. Tôi và đồng nghiệp chỉ bán được một chuyến đi Đắk Lắk. Vé đi Vũng Tàu thì nhiều khách hơn, với 3 chuyến được bán ra. Ngồi chờ đến tối để chạy ngược xe về Đắk Lắk. Tài xế Lê Hữu Nam, nhà xe Hạnh Đường cho biết, nghe xe được chạy lại, chủ xe rất phấn khởi. 18 giờ ngày 13 tháng 10, chủ xe yêu cầu tài xế chạy xe không về thành phố Hồ Chí Minh để đón khách. Tuy nhiên từ 6 giờ sáng đến trưa chỉ có 9 khách đặt vé, đang chờ thêm khách để chạy về. Nếu khách ít quá, chủ xe lỗ nặng vì chiều đi đã không có khách rồi. Chỉ mong chiều về, xe đầy thì mới bù vốn. Họ nói chạy thử 3-4 chuyến, không ổn sẽ tạm nghỉ, anh Nam nói. Vẫn trong tâm thế, nghe ngóng hoạt động của các doanh nghiệp đi trước. Một chủ xe tuyến thành phố Hồ Chí Minh đi Tuy Hòa phân tích, trong một tuần thí điểm, với tần suất số chuyến rất hạn chế, xe giường nằm nếu đầy khách thì bù vốn được, nhưng xe ghế ngồi mềm chỉ chở không quá 50% số khách thì càng chạy càng lỗ. Chỉ bằng doanh nghiệp tạm dừng và chờ thêm nới lỏng quy định vận chuyển hành khách. Trong báo cáo gửi Bộ Giao thông Vận tải, nhiều sở giao thông vận tải cho biết vẫn đang chờ các sở có tuyến đầu đối lưu để thống nhất về phương án vận tải hành khách liên tỉnh. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Ủy ban Nhân dân thành phố có chủ trương cho sở chủ động mở các tuyến. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải cũng đồng ý mở hết các tuyến trên cơ sở tần suất theo quyết định 1777 của Bộ Giao thông Vận tải. Hiện nay, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh chỉ chờ các sở đầu đối lưu có văn bản thống nhất và gửi về sở để cùng khai thác. Tương tự, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội cho biết, quan điểm của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội là thống nhất với Bộ Giao thông Vận tải. Hiện sở đang lấy ý kiến cụ thể các tỉnh có tuyến đối lưu. Cụ thể, thành phố Hà Nội đã đề xuất chạy 8 tỉnh. Mỗi tỉnh lựa chọn một chuyến với tần suất một chuyến một ngày như Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng. Thành phố Hải Phòng cũng đang lấy ý kiến của 20 sở giao thông vận tải có tuyến đối lưu và đề xuất phương án vận tải liên tỉnh. Tùy theo tình hình và nhu cầu đi lại ở mỗi địa phương mà Hải Phòng đưa ra biểu đồ chạy khác nhau dựa trên hướng dẫn về tần suất chạy theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Riêng khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tính đến chiều 15 tháng 10, vẫn chưa có tỉnh thành nào ở khu vực này thực hiện thí điểm vận tải hành khách liên tỉnh. Trao đổi với pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang cho biết, thời gian này tỉnh chưa kết nối lại vận tải hành khách liên tỉnh. Nguyên nhân là tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, trong khi tỷ lệ tài xế, tiếp viên và người dân được tiêm vaccine trên địa bàn tỉnh còn thấp, độ bao phủ chưa cao. Theo đó, từ ngày 1 tháng 11 đến hết 31 tháng 12, là giai đoạn chuyển từ nguy cơ sang bình thường mới. Thời điểm đó, sở sẽ báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận phương án tổ chức vận tải hành khách nội tỉnh và liên tỉnh. Vụ vận tải cũng nhận định nhiều tỉnh đang vướng mắc trong việc rà soát về tiêm vaccine cho tài xế, nhân viên phục vụ trên xe và hành khách theo quy định để bố trí, sắp xếp tài xế điều khiển xe và hành khách để bán vé. Thưa quý vị, mỗi tỉnh thành đều có những chủ trương quy định riêng về việc kiểm soát khi người dân tự do đi lại tỉnh. Và các tỉnh miền Tây cũng có nhiều kiểu thích ứng riêng đối với đại dịch COVID-19, đảm bảo khôi phục sản xuất kinh tế, vừa đảm bảo phòng chống dịch.
Bộ Giao thông Vận tải công bố đã có 27 tỉnh, thành phố chấp thuận phương án hoạt động trở lại các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng đường bộ. 27 địa phương chấp thuận gồm Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Điện Biên, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Long An, Đắk Nông, Phú Thọ, Phú Yên, Lai Châu, Kon Tum, Đồng Nai, Bắc Giang, Quảng Bình, Quảng Trị, Ninh Bình, Vĩnh Long, Thanh Hóa, Lào Cai, Thái Bình, Thái Nguyên, Hòa Bình, Tuyên Quang, Đắk Lắk, Nam Định và Bình Dương. Bên cạnh đó, có 11 Sở Giao thông Vận tải đang chờ Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý về kế hoạch khôi phục lại tuyến gồm Cần Thơ, Hà Giang, Gia Lai, Bạc Liêu, Quảng Ninh, Bình Phước, Lâm Đồng, An Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Hậu Giang. 22 tỉnh chấp thuận phương án tái khởi động tuyến vận tải khách liên tỉnh với 247 tuyến đăng ký, chạy thực tế là 128 chuyến. Số chuyến xe đăng ký là 316 chuyến trên ngày, thực tế hoạt động là 66 chuyến trên ngày với 65 xe hoạt động trên ngày. Tổng số khách đã được vận chuyển là 203 khách. Đáng chú ý, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Sở Giao thông Vận tải địa phương này đã có văn bản đề nghị Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh dừng thí điểm tuyến Đắk Lắk thành phố Hồ Chí Minh từ 18 giờ ngày 15 tháng 10. Theo báo cáo, hoạt động thí điểm tuyến vận tải hành khách cố định trên tuyến này triển khai từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 10. Việc phối hợp triển khai giữa bến xe, doanh nghiệp vận tải và hai đầu Sở Giao thông Vận tải thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên, qua kiểm tra, Sở Giao thông Vận tải Đắk Lắk và lực lượng chức năng phát hiện một số trường hợp phương tiện hoạt động không đúng quy định, không đáp ứng các quy định theo hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Do vậy, địa phương đề nghị dừng thí điểm tuyến Đắk Lắk thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ có 10 địa phương kết nối với thành phố Hồ Chí Minh. Trao đổi với pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các quy định điều kiện đi lại đã có hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải. Theo đó, hành khách và các đơn vị cần tuân thủ. Từ trước tới giờ, thành phố Hồ Chí Minh rất khuyến khích người dân tiêm vaccine, nên người dân có thể tới các trung tâm y tế bày tỏ tâm tư, nguyện vọng thì chắc chắn các trung tâm y tế sẽ tạo điều kiện cho người dân. Đắk Lắk là một trong những địa phương kết nối vận tải hành khách liên tỉnh sớm nhất với thành phố Hồ Chí Minh. Ông Đỗ Quang Hà, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh này cho biết, địa phương đã và đang chuẩn bị, sẵn sàng tạo điều kiện cho người dân trở về. Đồng thời, tỉnh cũng đưa ra nhiều giải pháp để đảm bảo phòng chống dịch. Đại diện bến xe miền Đông cho biết, ngày 13 tháng 10 có 3 địa phương kết nối vận tải hành khách liên tỉnh với thành phố Hồ Chí Minh, gồm Đắk Lắk, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Đến chiều tối 14 tháng 10, có thêm 7 địa phương đồng ý kết nối với thành phố Hồ Chí Minh, gồm Bình Dương, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Trị, Hà Tĩnh và Hà Nam. Đến nay đã có 44 chuyến xe xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh nói trên, với 200 hành khách được khởi hành. Đối với việc hành khách chưa tiêm vaccine thì không thể mua vé rời thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện bến xe miền Đông cho biết, sau thời gian thí điểm, bến sẽ kiến nghị lên cơ quan quản lý nhà nước để có biện pháp tháo gỡ. Theo bến xe miền Đông, căn cứ vào số chuyến của từng tuyến đường trong thời gian hoạt động thí điểm, đơn vị vận tải đăng ký cố định giờ xuất bến của từng ngày trên từng tuyến cho bến xe miền Đông và bến xe miền Đông mới trước 17 giờ hàng ngày để niêm yết, công bố cho hành khách. Bến xe miền Đông thông tin thêm tại cổng khu vực xe chờ xuất bến, nhân viên bến sẽ kiểm tra vé và các điều kiện cần để được lên xe. Trường hợp hành khách không đảm bảo điều kiện lên xe, đơn vị vận tải có trách nhiệm hoàn tiền cho hành khách hoặc phối hợp với điều hành của đơn vị để bố trí hành khách đi chuyến tiếp theo, sau khi hành khách đáp ứng các điều kiện lên xe. Đối với dịch vụ thanh toán tại bến, hành khách có thể sử dụng tiền mặt, nhưng phải đảm bảo không tiếp xúc trực tiếp giữa bên thanh toán và bên nhận thanh toán. Bến xe miền Đông đề nghị các đơn vị vận tải cấp cho nhân viên làm thủ tục thanh toán các khoản chi giá dịch vụ như thẻ thanh toán qua ngân hàng và các tài khoản thanh toán qua QR của các dịch vụ để thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt tại bến. Còn tại bến xe miền Tây, đại diện bến này cho biết chưa có tỉnh nào ở đồng bằng sông Cửu Long kết nối vận tải hành khách với thành phố Hồ Chí Minh. Do đó đến thời điểm này, chưa có tuyến xe liên tỉnh nào từ thành phố Hồ Chí Minh đi miền Tây. Cùng chung tình cảnh trên, vận tải liên tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long vẫn đang trong trạng thái nằm chờ. Điều này có thể dễ dàng thấy tại bến xe trung tâm thành phố Cần Thơ. Bến xe vắng vẻ, không có nhiều phương tiện đi đến. Tại bến xe trung tâm, hầu như chỉ còn nhà xe Phương Trang hoạt động, nhưng không vận tải hành khách mà chở hàng hóa, thực phẩm. Ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cho biết, Sở cần phải lấy ý kiến của các địa phương có tuyến đối lưu về tần suất để có sự đồng bộ và việc này phải mất thời gian, nên trong thời gian ngắn, Sở chưa kịp hoàn thiện. Trước thông tin thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh,
Nhiều doanh nghiệp vận tải ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long rất vui mừng vì xe đã nằm yên nhiều tháng nay. Tuy nhiên, tất cả đều đang trông chờ vào văn bản cụ thể của ngành chức năng. Trong khi đó, các địa phương lại đang chờ nhau. Quý vị thân mến, nhiều tỉnh thành trên toàn quốc vẫn duy trì hoạt động kiểm soát như thời điểm trước khi có nghị quyết 128. Hay một số tỉnh đã nới lỏng theo hướng bỏ giấy đi đường, nhưng vẫn đòi phải có giấy xét nghiệm, phải cách ly hoặc theo dõi sức khỏe tại nhà đối với người đến từ vùng xanh cấp 1, vùng vàng cấp 2. Tuy nhiên, đều chung một mục đích chính là làm sao dần trở về trạng thái bình thường mới một cách hiệu quả và an toàn. Những tin tức mới nhất liên quan đến dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.